Xin chào bà con, chào các bác, chào mừng bà con và các bác cũng như anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tâm Đào. Như thường lệ thì là em lại tiếp tục quay trở lại để thực hiện những video ngắn liên quan đến các loại cây dược liệu quý hiếm và một số loại cây lâm nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế. Ngày hôm nay thì có bộ thời gian buổi chiều ngồi ở vườn làm một cái video để giúp các bác cho chúng ta hình dung và chúng ta phân biệt được một số loại trà hiện tại. Nó cũng là những cái loại mà bọn em đang ươm và phát triển tại khu vực Tam Đảo, ngay khu vực chân núi. Thì hôm nay em có chuẩn bị sẵn một số mẫu để có thể chia sẻ cho các bác, để chúng ta trao đổi với nhau và cũng như là chia sẻ thêm những kinh nghiệm mà chúng ta nhìn nhận những cái cây trà nó tốt nhất và làm sao chúng ta phân biệt được giống nào, loài nào. Bây giờ em sẽ chuyển sang cam sau để cho các bác chúng ta nhìn rõ hơn về từng một số loài trà hoa vàng. Trước mặt các bác có thể nhìn thấy ở đây em đã chuẩn bị khá nhiều mẫu. Thì các khu vực vườn ươm của em thì đây cũng rất là nhiều đó. Thì ngày hôm nay thì em sẽ phân biệt cho các bác các loại trà. Thì các bác trước mắt là nhìn, các bác nhìn thấy phần lá đây nó cũng tương tự giống nhau, nhưng nó có rất nhiều loại. Đây, loại trên này đó. Và mỗi một cái mẫu ở đây là một loài khác nhau. Tuy nhiên thì ở tại Việt Nam thì cũng có rất nhiều các loại trà cũng rất là quý hiếm. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải chắt lọc những loại đem lại hiệu quả kinh tế và cái năng suất cao đó. Và có những loại nó cũng chỉ là trà thôi và dược liệu của nó cũng có rất là thấp. Thì trước mắt thì em sẽ từ bên tay trái trước để quay cho các bác chúng ta phân biệt. Đây cũng là một dòng trà của Tam Đảo. Đó, đây là dòng của Tam Đảo. Và nó có tên đầy đủ là Camellia Tiến Ni, một trong những loài trà hoa vàng hoa rất to, năng suất thì cũng rất là cao. Những đặc trưng thì duy nhất tất cả các loài trà hoa vàng ở tại Việt Nam thì chỉ duy nhất thằng này. Cái lá nó phân biệt rất là dễ, là lá răng cưa. Và nó có cái tai này. Đấy. Nó có cái tai như này. Đó, các bác nhìn rõ chưa? Thì nó có cái tai như này thì là, hay còn gọi là tên khoa học của nó là Tiến Ni, và tên địa phương của nó thì dân ở đây gọi là hải đường vàng. Nhưng mà trong khoa học nghiên cứu thì nó là một loài trà. Đó là trà hoa vàng Tiến Ni. Là xong một loài. Tiếp theo các bác có thể nhìn thấy ở đây. Dòng này dòng Chisanta của Quảng Ninh, hay còn gọi là dòng ba trễ. Thì cấu trúc lá thì chắc chắn rồi, nó phải răng cưa. Đó. Và cái đường gân lá nổi rất là cao, gần giống với lá Hakoda, nhưng mà lá lại rất là nhỏ, thu nhỏ chỉ bằng ba ngón tay. Đây. Lá già nếu mà cây trưởng thành nó to hơn một chút. Đấy. Dòng này thì nó rất là khỏe, nhưng mà cái năng suất của nó cũng cao, thế nhưng mà cái giá trị của nó thì những năm gần đây thì nó là cái loài trà rẻ nhất. Đấy. Các bác nhìn này, cái sản phẩm hoa của nó cũng rất là rẻ, hàm lượng dược liệu của nó thuộc cái hạng tầm trung. Loài này đặc hữu thì cũng không phải ở Tam Đảo. Với cái loài này thì nó đặc hữu của nó thì nó ở Hòa Bình, và tên khoa học của nó là Camellia Yellow, một trong những loại trà hoa vàng hoa có lông nhưng mà lại rất là to, hoa to nhưng lại màu vàng rất là nhạt. Nói chung hàm lượng dược liệu thì có, nói chung cái cây này cũng đã được nghiên cứu rồi, là có hàm lượng dược liệu nhưng nó hoa nó xấu lắm, nhìn nó không đẹp lắm, và em cũng không thích cái loài này lắm, sưu tầm ở đây đâu. Đây, một loài nữa của Quảng Ninh. Thì dòng này thì đánh giá là năng suất cao, dược liệu có cũng cao, rất là cao. Dòng này dòng Hải Hà, Quảng Ninh. Đó, đây các bác nhìn cấu trúc lá này rất là mịn, lá rất là mịn, nhỏ nhưng dày. Đấy. Lá rất là mịn, nhỏ dày, và cây phát triển sinh trưởng cũng rất là nhanh. Dòng này thì được đánh giá là có hiệu quả kinh tế. Tiếp theo, đặc hữu của Tam Đảo, Hakoda. Các bác nhìn đường lá, đây là cây giống nhé. Lá này còn nhỏ, còn nếu cây trưởng thành lá to bằng bàn tay, thậm chí to hơn cả bàn tay, to cả bằng cái mặt luôn. Thì đối với cái dòng này, đường lá gân của nó lủi rất là cao, những cái rãnh lá này. Đấy, nó lủi rất là cao. Thì cây này nó nằm ở độ cao 300m so với mực nước biển. Đấy. Và cái cây này được người Nhật Bản là ngài Hakoda cùng kết hợp với các nhà khoa học, đặc biệt là giáo sư Trần Ninh của Việt Nam, đã nghiên cứu từ những năm 90. Thì đây là một trong những loài tiêu điểm cần phát triển thúc mạnh đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo tồn nguồn gen. Dòng này là rất là quý. Đó. Để giới thiệu sơ qua để các bác nắm bắt thôi, còn về giá trị dược liệu thì em làm rất nhiều video khác rồi. Còn dòng này thì gọi là Camellia Fanny, đặc hữu của Tam Đảo, độ cao ngang với Hakoda nhưng lá lại mịn hơn. Đấy. Tầm lá thì cũng không được to bằng Hakoda nhưng lá mịn hơn. Đây. Đây các bác có thể nhìn thấy đây này. Lá nó rất là mịn.
Đó. Đây là dòng Fanny, độ cao như vậy và giá trị tương đương với Hakoda. Còn đây là gọi là kim hoa trà. Và kim hoa trà này là một trong những loài đem lại giá trị kinh tế cực kỳ cao. Và hội thảo năm 2020 của Ủy ban huyện Tam Đảo, chúng tôi đã được các nhà khoa học đưa ra những hợp chất về chỉ số dược liệu, đặc biệt là những hợp chất như trihydroxyolin và saponin toàn phần, cũng như là một số các hoạt chất như là polyphenol, flavonoid hỗ trợ điều trị ung thư 33,8%. Dòng này đã lần đầu tiên tìm thấy ở tại Việt Nam những năm 62 tại Lạng Sơn. Đó thì các bác có thể nhìn thấy ở đây này, tại Lạng Sơn. Và cái dòng này á, nghiên cứu đầu tiên là người Trung Quốc người ta nghiên cứu trước Việt Nam mình là cái dòng này, và nó tìm thấy lần đầu tiên bên Trung Quốc năm 65 tại đỉnh Bát Đại Sơn của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Và trong cái lá và hoa của loại này chứa hơn 400 hoạt chất dược liệu. Đó, đặc biệt là cái hàm lượng dược liệu hỗ trợ điều trị ung thư đến 33,8%. Và người tiêu dùng ước tính, các nhà khoa học ước tính người tiêu dùng, người sử dụng chỉ cần 400 gram lá này là có thể loại bỏ được 80% các loại ung thư liên quan đến thực quản, phổi, ngực và huyết hầu của chị em phụ nữ. Rất nhiều các tác dụng khác nhau và tôi chỉ giới thiệu sơ qua như này thôi. Đó, tiếp tục một loài nữa của Tam Đảo nằm ở độ cao trung bình từ 400 đến 600 mét so với mực nước biển. Đây, loài này hoa rất sai và đặc biệt được đánh giá là loài này lá uống ngon nhất. Đó, lá uống ngon nhất và cái sản lượng lá và hoa của nó rất là sai. Đây là dòng Tam Đảo Ensis. Đó, thì các bác có thể tham khảo ở trong video này, chúng ta cũng có thể phân biệt được thêm một số loài rồi. Đây là dòng Tam Đảo Ensis. Lá đây là do chúng tôi để tiếp xúc với ánh sáng, ánh nắng nhiều và ở trong cái độ dâm vừa phải, cho nên lá nó vẫn chưa thực chất màu. Nếu mà đúng trồng trong núi ấy, lá của nó lại phải xanh đậm mà. Đó, đây là dòng Tam Đảo Ensis nhé. Tiếp theo, một dòng nữa của tỉnh bạn bên cạnh Vĩnh Phúc là anh trà Thái Nguyên. Dòng này hoa bình thường, không to, nhưng vẫn là thuộc bộ trà hoa vàng. Đặc biệt lá, cấu trúc lá trà hoa vàng là lá răng cưa, ngọn là phải tím. Đó, cấu trúc là như vậy. Đây là dòng Thái Nguyên, lá rất nhỏ, mềm và mỏng, dễ vỡ. Bóp cái là có thể thậm chí là vỡ luôn. Đây là trà Thái Nguyên. Ngoài ra thì tại trung tâm cây giống Tam Đảo chúng tôi thì còn ươm rất nhiều các loại trà khác. Nhưng hôm nay chia sẻ trước cho các bác là vài loại trà, là 2, 4, 6, 8, 9 loại trà trong video này rồi. Đó, thì hy vọng là các bác là chúng ta có thể hiểu thêm về một số các loại trà trên đất nước chúng ta. Hiện nay thì ở trên Việt Nam thì có 58 loài trà khác nhau. Đặc biệt là có hơn 40 loài có màu vàng và có 24 loài nằm trong sách đỏ. 8 loài thì Tam Đảo chiếm mất 8 loài của tổng số cả nước, là 8 loài nằm trong sách đỏ luôn. Đều là những loài có giá trị. Và video ngắn này ngày hôm nay thì chia sẻ xin được khép lại tại đây. Còn bà con mua cây giống thì liên hệ trực tiếp cho em Biên, chủ cơ sở trung tâm cây giống Tam Đảo, vì em là người nhà sáng lập luôn. Thì cho đến nay bọn em cũng hoạt động được trên 10 năm so ở với thị trường rồi. Đó, thì các bác mua cây giống liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại em đã để bên dưới màn hình, hoặc trực tiếp theo đường dây nóng đó add Zalo để được hỗ trợ tốt nhất. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ em, để em ra nhiều video hữu ích hơn phân biệt cho các bác. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo.